Nói anh Hải đâu, chỉ đường dở lắm mà. Tớ là nói chạy quá rồi, em là nói chạy quá rồi, mà đâu có ai nghe em đâu. Nghe cháu sống cũng có ai nghe hết. Đó, xong rồi. Cháu là chắc phải đi về tới ấp phụ rồi. Em nói anh rồi, chạy quá rồi, em thấy nghi nghi rồi. Mà xong rồi anh Hải gọi anh Hải, Hải chỉ đường dở lắm. Nói trước sau gì đi đâu được có nghe anh Hải, tao là nói rồi, nghe anh Hải là lộn tới lộn thôi. Sao mà em dở? Mấn à? Ai là mấn dọa? Trời ơi, chủ nội.